Rồi ngáp kìa. Cho tỉnh táo. Ờ. Nếu chưa tỉnh táo ta khóc Nhìn cô. tỉnh chưa? Hứ. Béo ơi. Béo ơi. Ơi giờ vậy. Nói chuyện với bác xem nào. Mình nằm mơ gì đấy? Mình vừa nằm mơ cái gì đấy? Mà bác đánh thức mãi mình không chịu dậy thế. Mình nằm mơ thì ti mẹ à? Nhỉ? Chắc là đúng rồi, nhìn cái mặt kìa. Hay là mình nằm mơ được ăn bột à? Mình thích sữa mẹ hay là mình thích ăn bột? Hay là thích ăn hoa quả nhỉ? Từ sáng đến giờ chưa cho mình ăn hoa quả nhỉ? Đúng không? Quả chính ra là ăn chiều với ăn tối nha. Ăn lúc tốt. Trời ơi. Ôi trời, lại lẫy rồi. Lại lẫy Tôi rồi. lẫy lên lẫy suốt. Bên này không thuận chiều. Bên này không phải là tay thuận của mình. Chịu thua đi. Nhìn cái mặt kìa. Cười sướng thế. Không phải cười đâu, cáu. À, ui rồi đổ rồi. Ui rồi lên rồi. Quá giỏi. Rồi đi à? Đổ, rồi đổ. Ê, mút. Béo ơi. Béo ơi. Béo ơi, béo đang làm gì đấy? Mình đang làm gì đấy? Mình đang nghĩ gì đấy? Ôi nó gục mặt xuống nó khóc kìa. À ứ ứ ứ Hoài bác xem nào. Úi giời mèo rồi. Bà nhìn kìa, nó cắn cái khăn kìa. Thế mà. Úi trời ơi. Đều quá. Đây là cháu Beo. Thôi cho ăn nào. Thôi làm gì mà đau khổ đấy, thì người ta cho ăn nhá. Cười một cái xem nào. Hi hi.